Ở trận chung kết lượt VAF Cup 2018, tiền vệ cánh Nhật tịch của tuyển Malaysia Mohammad Somadeh, gốc Gambia, đã vi phạm và bị áp phạt treo giò 4 trận cùng bị phạt tiền 5.000 USD. Phía Liên đoàn bóng đá Malaysia, FAM, cụ thể là Tổng Thư ký, ông Tomai Kandra Mali nói sẽ gửi đơn kiện lên áp. Theo khung hình phạt thì Somadeh đã có lời nói xúc phạm quan chức làm việc trận đấu ở trận chung kết lượt VAF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình tối ngày 15 tháng 12 dẫn đến cầu thủ này bị trọng tài Agireya của Iran rút thẻ đỏ. Cuối trận chung kết lượt VAF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia ấy, Somadeh đã có những lời lẽ không đẹp đẽ khi thoá mạ bị trọng tài FIFA người Iran và bị trọng tài rút chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, có điều là chiếc thẻ đỏ này đã không được ban hình trận đấu ghi lại nộp cho ban tổ chức và không có trong biên bản trận đấu do giám sát trận đấu ký tên. Điều đáng nói, khán giả xem trận đấu qua truyền hình thì lại thấy được hình ảnh Somadeh bị thẻ đỏ. Tổng thư ký FAM Ramali cho rằng không có biên bản trận đấu và ban hình của ban tổ chức nên FAM sẽ kiện vụ này. Somadeh là cầu thủ nhập tịch Malaysia trước thềm AFF Cup 2018. Anh đã khoác áo tuyển Malaysia được 10 trận, trong đó gồm 8 trận tại AFF Cup 2018 và 2 trận giao hữu trước đó, ghi được 2 bàn.